Sáng ngày 30 tháng 6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị những năm qua, một số điều luật thiếu tính ổn định, thường xuyên sửa đổi bổ sung gây mất thời gian công sức và ảnh hưởng đến kinh tế của người dân như Luật căn cứ công dân, Luật đất đai cử đề nghị quốc hội các bộ ngành trung ương cần thảo luận nghiên cứu chuyên sâu trước khi ban hành nhằm đảm bảo các luật dự án luật được chặt chẽ thực thi lâu dài và mang tính khả thi cao trong thực tiễn góp phần đảm bảo quyền lợi ích cũng như thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế an sinh xã hội đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị từ năm 2014, một số hộ dân của các xã Đắc Can, xã Sa Lon, huyện Ngọc Hồi có thực hiện đổi đất sản xuất với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su 732 bên đoàn 15 theo chủ trương dùng đổi tích tụ đất sản xuất. Trong biên bản, công ty cam kết sau khi thực hiện các thủ tục đổi đất, sẽ chuyển quyền sử dụng diện tích đất đã đổi cho người dân trong năm 2014. Tuy nhiên đến nay, sau gần 10 năm, các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đã đổi. Cử tri đề nghị đại biểu quốc hội có ý kiến với cấp ngành liên quan sớm vào cuộc tháo gỡ khó khăn vướng mắt, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm lao động sản xuất. Ngoài ra, cử tri huyện Ngọc Hội ý kiến việc chậm chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch tả heo châu Phi từ năm 2020, thực hiện đảm bảo các điều kiện về công tác thu hồi đất, bồi thường tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng do thực hiện công trình thao trường bắn của huyện